Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Mot Game. Các bạn biết không, siêu phẩm Little Nightmares được lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ phim kinh điển nổi tiếng. Thảo nào mà các nhà làm game có thể tạo ra một thế giới kỳ quặc tối tăm và cũng gây ám ảnh được đến như vậy. Hôm nay, em gái Mot sẽ giới thiệu với các bạn những khởi nguồn cảm hứng cho thế giới Little Nightmares nhé. Cùng bắt đầu nào! Little Nightmares, tựa game để lại trong lòng chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc và cũng đầy uẩn khúc, vì game không hề có bất cứ lời thoại nào để giải thích về cốt truyện mà buộc bản thân bạn phải tự rút ra. Một thế giới thực tại bị bóp méo với những thông điệp, những bài học cuộc sống và những lời cảnh tỉnh. Nó được ẩn giấu qua từng nét vẽ, từng bối cảnh, từng hành động của tất cả các nhân vật trong game, và đó là điều mà mình rất ấn tượng ở Little Nightmares. Cứ mỗi phần trong series ra mắt là lại có hàng tá giả thuyết về nó. Và hay một cái là mỗi người chơi sẽ đều tự tìm ra manh mối trong game để chứng minh cho giả thuyết của mình là đúng, mà cái nào nghe cũng hợp lý cả. Nhưng trong clip này, mình sẽ không đi sâu vào những câu chuyện trong Little Nightmares nữa, mà mình chỉ muốn bàn về những nguồn cảm hứng giúp các nhà làm game có thể tạo ra series tuyệt phẩm Little Nightmares. Từ đâu mà họ có thể tạo ra được một thế giới tối tăm u ám với những con quái gớm ghiếc như vậy? Từ đâu mà cơn ác mộng bé nhỏ, thứ luôn tồn tại trong thế giới của chúng ta lại được thể hiện xuất sắc trong game đến như vậy? Lưu ý là mình sẽ spoil một chút về những bộ phim mà mình sắp kể nên các bạn cân nhắc trước khi xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Chắc hẳn các bạn đều biết đến bộ phim hoạt hình kinh điển nổi tiếng này. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt, nhưng Spirited Away luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả và luôn được nhắc đến. Trong phim, cô bé Chihiro và bố mẹ lạc vào một thế giới thần linh. Nơi đây như một nhà tắm công cộng lớn dành cho những vị khách không phải là người trần với đủ hình thù quái dị. Vì tò mò và tham ăn mà bố mẹ Chihiro đã bị biến thành heo. Cô bé buộc phải ở lại vùng đất kỳ quái này và hành trình giải cứu bố mẹ mình bắt đầu từ đây. Với nét vẽ tuyệt đẹp miêu tả được thế giới kỳ quái nhưng đầy màu sắc, cốt truyện lúc vui nhộn hài hước, lúc đáng sợ ám ảnh, lúc lồng ghép những phân đoạn vừa đáng yêu vừa cảm động, Spirited Away là một bộ phim thực sự quá tuyệt vời. Nó ẩn chứa rất nhiều sự thật đen tối trong xã hội Nhật nói riêng hay bản chất của con người nói chung. Nó nói về lòng tham và sự tha hóa vì những dục vọng của con người. Khi bố mẹ của Chihiro vì tham ăn đã phải trả giá đắt là bị biến thành heo và mất toàn bộ ký ức và nhận thức về cô con gái. Hay nhân vật vô diện đã gợi lòng tham của nhân viên trong nhà tắm khi biến ra vàng, trong khi trước đây mọi người coi vô diện là một linh hồn xấu xa. Còn rất nhiều ẩn ý khác như lên án nạn mại dâm trẻ em, nạn bóc lột sức lao động của trẻ em, tác hại của chủ nghĩa tiêu dùng và vân vân. Những thông điệp của Spirited Away và Little Nightmares không hoàn toàn giống nhau, nhưng hai tác phẩm này đều nói lên những mặt tối của xã hội như một lời cảnh tỉnh đến chúng ta. Khi chơi xong Little Nightmares và xem lại Spirited Away, mình rất thích thú khi so sánh hai tác phẩm này. Mình phải xem kỹ từng cảnh trong phim như lùng Easter egg vậy, và mình phát hiện được rằng có rất nhiều hình ảnh trong Spirited Away được tái hiện trong Little Nightmares mà nhìn vào là thấy được ngay, chỉ có điều trông nó tăm tối hơn nhiều mà thôi. Ví dụ như cảnh cầu thang cực dốc mà cô bé Chihiro trượt rồi đâm vào tường dập cả mặt. Cảnh đó khá là tếu, nhưng trong Little Nightmares thì cô bé Six đi lên từng bậc thang nặng nề mà không biết điều gì đang chờ đợi cô bé trước mắt. Hay những cái tủ cao ơi là cao muốn chạm trần như kiểu không thiết kế cho người bình thường dùng. Và thiệt vậy, các bạn cũng biết những hộp tủ đó của ai dùng rồi đúng không? Chính là của The Janitor với cánh tay dài ngoằng hệt như ông Kamachi trong Spirited Away. Có điều, ông Kamachi là một ông nhện tốt bụng, còn tên Janitor thì rất tàn ác, nhất là đối với trẻ con. Một nguồn cảm hứng để tạo hình The Janitor nữa là nhân vật Freddy Krueger, một nhân vật phản diện trong series phim kinh dị Nightmare on Elm Street, cũng là một nỗi ác mộng đối với trẻ em. Một cảnh tương đồng nữa mà các bạn có thể thấy là ở đoạn Chihiro bị kẹt lại trong vùng đất linh hồn. Khi trời đã tối, sẽ có cảnh một con thuyền chở những vị khách linh hồn tới hòn đảo, hệt như trong Little Nightmares khi những vị khách béo ục được chở đến The Maw. Trong tâm thế sắp được đánh chén, nhưng nào ngờ chính họ sẽ trở thành thức ăn cho những vị khách tiếp theo. Hay cảnh biến thành heo của bố mẹ Chihiro cũng hệt như những lúc vị khách háu ăn chỉ biết cắm mặt vào ăn và có thể bỏ mọi thứ vào mồm nếu vơ được. Rồi những chú bồ hóng khiêng than vào lò cũng hệt như những chú nôm bị The Lady bắt phải làm việc nhưng vẫn hồn nhiên chăm chỉ. Mà The Lady chắc hẳn cũng lấy cảm hứng từ mụ Yubaba nhiều lắm. Không khác gì mấy so với Yubaba, The Lady là một người thèm khát quyền lực và tàn ác. Có thể vẫn còn rất nhiều cảnh giống nhau hay những thông điệp ẩn giữa hai tác phẩm này mà mình chưa phát hiện ra. Hy vọng các bạn sẽ tìm ra được và nói cho mình biết nhé. Dù gì thì Spirited Away không phải là bộ phim chỉ xem qua một lần, hay Little Nightmares cũng thế. Bạn sẽ không thể hiểu hết những gì mà game muốn truyền tải chỉ sau một lần chơi đâu. Không chỉ có bộ phim Spirited Away là nguồn cảm hứng cho Little Nightmares, Khi tìm hiểu thông tin, mình còn biết thêm rằng nhà làm game còn lấy cảm hứng từ The City of Lost Children phát hành vào năm 1995. The City of Lost Children là một bộ phim độc đáo có bối cảnh thời steampunk với một xã hội dystopia u ám. Dịch sang tiếng Việt là một xã hội phản địa đàng, phát triển theo chiều hướng đáng sợ. Bởi vậy nên thế giới trong Little Nightmares như một sự pha trộn giữa phong cách Nhật Bản, một chút hiện đại, một chút cổ điển, máy móc và tất nhiên là vô cùng tối tăm u ám. Thú vị nữa là cốt truyện của bộ phim này nói về một nhà khoa học có phần điên rồ, vì không có vợ con nên ông ta đã tự tạo cho mình một gia đình. Ông ta mong đợi những tác phẩm của mình sẽ rất hoàn hảo, nhưng kết cục lại là những con người kỳ quặc với khiếm khuyết khó mà chữa nổi. Ông ta mong ước có một cô vợ xinh đẹp nhất trần đời thì kết quả là một người lùn. 6 đứa con nhân bản từ chính ông ta tuy trung thực chăm chỉ nhưng lại bị chứng buồn ngủ, có thể lăn ra ngủ vào bất cứ lúc nào. Hay muốn có người trò chuyện nên ông đã cấy vào bể cá một bộ não thông thái nhưng lại bị chứng đau nửa đầu. Cuối cùng ông đã tạo ra được một tuyệt tác có tên là Crank. Hắn ta thông minh hơn những kẻ thông minh nhất trên đời, nhưng bù lại hắn ta không có khả năng mơ, khiến hắn ta già nhanh trước tuổi. Và hắn ta cũng rất độc ác. Bằng một cách nào đó, hắn ta biết rằng việc bắt cóc trẻ em và ăn cắp giấc mơ của chúng sẽ khiến hắn ta trẻ ra. Một giáo phái có tên Cyclops, tạm dịch là độc nhãn, có nhiệm vụ bắt cóc trẻ con cho hắn ta để đổi lấy mắt và tai bằng máy móc. Và hãy để ý biểu tượng của giáo phái này nhé, các bạn có thấy hình ảnh con mắt quen thuộc chưa? Mà khổ nỗi, vì những đứa trẻ bị bắt cóc nên chúng luôn trong tình trạng sợ hãi. Crank có cố giả dạng thành ông già Noel thì cũng chỉ khiến chúng khóc toáng lên. Mà nếu như vậy thì khi hắn ta có cố đánh cắp giấc mơ của chúng, hắn ta cũng nhận lại toàn là những cơn ác mộng mà thôi. Bộ phim còn xoay quanh những nhân vật chính trong hành trình giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc. Trong đó có nhóm trẻ mồ côi bị hai mụ chị em sinh đôi bắt về và ép chúng phải đi ăn cắp rồi cống nạp hết cho mụ ta. Tóm lại, bộ phim xoay quanh những đứa trẻ trong thế giới người lớn thật đáng sợ và những cơn ác mộng của chúng. Vậy thì nguồn gốc ý tưởng của Little Nightmares chắc chắn phải xuất phát từ đây. Cá nhân mình thấy The City of Lost Children tuy có nhiều điểm trừ trong kịch bản nhưng vẫn phải công nhận đây là một bộ phim có bối cảnh ấn tượng cũng như những nhân vật độc đáo. Ngoài những bộ phim mà mình kể trên thì mình nghĩ game còn lấy cảm hứng từ đâu đó khác. Nhà làm game không xác nhận những thông tin này, mà tính ra họ rất ít khi nào xác nhận điều gì nên chúng ta cứ thoải mái đưa ra giả thuyết nhỉ. Ví dụ như The Janitor thì lấy cảm hứng từ ông Kamachi và Freddy Krueger. Thì The Teacher được nhiều người đoán rằng được dựa theo Rokurokubi, một loại ma nữ cổ dài trong truyền thuyết. Ban ngày thì chúng có hình dạng như một người phụ nữ bình thường, nhưng ban đêm thì chúng sẽ thò cái cổ dài thòn đi săn con mồi để hút máu. Có nhiều nguồn gốc về ma nữ này, có thể khi còn là người, những người phụ nữ này mắc phải tội lỗi nào đó, có thể là không chung thủy với chồng, hoặc là những người phụ nữ xấu số bị ai đó giết thì sẽ biến thành một Rokurokubi. Nếu liên đới với The Teacher thì ngoài cái cổ là giống thì chúng ta không biết được trước đây mụ ta từng là người như thế nào, mụ ta có mắc phải tội lỗi hay ăn ức gì không. Mình có một giả thuyết là vì mụ ấy là giáo viên, thường phải kèm cặp theo dõi học sinh nên cái cổ dài ẩn dụ cho việc ấy. Khi bị biến thành quái vật thì nhiệm vụ theo dõi học sinh của mụ ấy vẫn còn, mà bây giờ còn được bonus thêm cái cổ dài ngoằng để chống học sinh quay bài cho dễ. Còn The Twin Shapes thì được nghe đồn là được dựa theo hai nhân vật anh em sinh đôi Tweedledee và Tweedledum từ tiểu thuyết nổi tiếng Alice in Wonderland của ông Lewis Carroll. Hai nhân vật này trông ngốc nghếch nhưng cũng rất hài hước, với thân hình ục ịch và mặt thì lúc nào cũng méo sạch. Một nhân vật chưa được xuất hiện trong game mà mình có kể trong clip giả thuyết của Little Nightmares 3 chính là The Barber. Hắn ta có đặc điểm là có một chiếc kéo dài dùng để kẹp trẻ em. Mà mình không nghĩ là nhân vật này được tạo ra ngẫu nhiên. Một người dùng trên Reddit phát hiện The Barber được dựa theo trong cuốn truyện thiếu nhi tiếng Đức mang tên Struwwelpeter, được viết bởi tác giả Heinrich Hoffmann vào năm 1845. Những câu chuyện trong cuốn sách này thường được phụ huynh đem kể với con mình để dọa lũ trẻ phải biết nghe lời. Trong đó, câu chuyện nổi tiếng nhất là nói về một ông kệ thợ cắt tóc. Một cậu bé hay có tật xấu là mút ngón tay cái, mẹ cậu bé trước khi đi ra ngoài dặn là nếu cậu cứ hư như vậy thì sẽ có một người tới cắt mất ngón tay. Và cậu bé đã không nghe lời, hậu quả là một người đàn ông cầm một cây kéo dài đến cắt mất hai ngón tay của cậu bé. Nhưng mà nếu là trong Little Nightmares thì không chỉ có trẻ hư mới có kết cục như vậy đâu nhỉ. Một bộ phim nữa mà mình nghĩ ngay đến khi chơi Little Nightmares là Coraline, nhờ chiếc áo mưa màu vàng hệt như của nhân vật chính. Bộ phim này nói về một cô bé Coraline khám phá được một cánh cửa dẫn đến một thế giới lý tưởng về một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mà cô bé hằng mong ước, nhưng thực chất nó là một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng này, cô bé cũng gặp những con quái kỳ dị và thế giới cũng tối tăm méo mó không kém Little Nightmares. Và đó là những bộ phim mà nhà làm game lấy cảm hứng để có thể tạo ra một series game tuyệt vời cho chúng ta trải nghiệm như vậy. Cảm ơn các bạn, hãy nhớ like, share và subscribe kênh channel YouTube Mot Game cũng như tham gia group gia đình nhà Mot Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.